Để kênh được hoạt động tốt hơn, mời các bạn nhấn nút theo dõi, subscribe kênh Thế Giới Tuổi Thơ. Đó sẽ là động lực giúp kênh Thế Giới Tuổi Thơ ra mắt nhiều video hấp dẫn hơn đấy nhé. Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Tuổi Thơ. Trong dịp vui chơi giải trí cuối năm 2020, chào năm mới 2021, các bậc phụ huynh và trẻ nhỏ có cơ hội thưởng thức bộ phim hoạt hình được chờ đợi nhất sau thời Covid-19. Hãng phim hoạt hình danh tiếng Pixar đã trình làng một tác phẩm mới mang tên Soul, Thế Giới Nhiệm Màu, với nhân vật chính là Joe Gardner. Là một bộ phim tuyệt đẹp để thưởng thức, Soul vẫn chứng tỏ sức mạnh vô hạn của hãng Pixar trong việc mang đến tác phẩm giải trí xuất sắc cho mọi lứa tuổi. Giống như những bộ phim hay nhất của Pixar, Soul không chỉ dành cho trẻ em, có những bài học ở đây dành cho mọi lứa tuổi, một số bài học còn sâu sắc một cách đáng ngạc nhiên. Anh là một giáo viên dạy nhạc ở một trường trung học tại thành phố New York, sầm uất và nhộn nhịp. Cuộc sống không làm cho anh hài lòng mấy, bởi anh có tài năng và ấp ủ một tình yêu mãnh liệt chơi dương cầm trong thể loại nhạc rock. Thế rồi công việc vốn dĩ bình thường, song khá bình yên của Joe bỗng bị xáo trộn trước một cơ hội đổi đời gần như có 102. Anh được mời tham gia vào một ban nhạc nổi tiếng nhất thành phố New York. Tuy nhiên, Joe chưa kịp thực hiện được ước mơ của mình thì một sai lầm khiến anh bị thiệt mạng vì tai nạn giao thông trên đường. Tai nạn trớ trêu vô tình đã tách rời linh hồn và thể xác của anh. Linh hồn Joe đã lạc vào cõi trước, một nơi quy tụ các linh hồn tập kết để nhận những tính cách riêng trước khi bắt đầu cuộc đời trên trái đất. Joe đã kết hợp với một linh hồn tên là 22 để tìm cách quay trở lại cuộc sống của chính anh ngày trước. Thế nhưng, linh hồn số 22 này vốn không ưa thích cuộc sống của loài người. Hay nói cách khác, 22 chẳng thấy làm người có gì vui hay hấp dẫn cả. Bằng tâm hồn, tình cảm, năng lực, âm nhạc và sự quan tâm của mình, Joe Gardner đã làm nhiều điều đặc biệt thú vị với mục đích sao cho linh hồn 22 nhận ra được ý nghĩa việc sống trên đời là điều thiêng liêng, màu nhiệm và đáng quý ra sao. Thông qua quá trình giúp 22 thấu hiểu về cuộc đời, tìm được niềm đam mê và năng lượng sống tích cực, bản thân Joe cũng trả lời được câu hỏi lớn cho chính mình để hạnh phúc mãn nguyện hơn. Từ bộ phim Soul, Thế Giới Nhiệm Màu cũng thấy rằng chúng ta cũng hãy theo đuổi những mục tiêu trong đời đến miệt mài mà không nhận ra rằng phải biết thưởng thức và yêu thương cuộc sống này từ những khoảnh khắc bình thường nhất. Đôi khi cuộc sống không quá tệ như bạn nghĩ đâu, nhiều khi bạn có thể đã có tất cả mà không biết đấy thôi. Câu chuyện giúp mỗi người tự nhủ và trả lời cho chính mình câu hỏi quan trọng. Điều gì khiến cho mỗi chúng ta được là chính mình? Điều gì là quý nhất trong đời mình? Hãy sẵn sàng đi, cuộc sống của bạn vừa mới chuẩn bị bắt đầu thôi. Quay trở lại với chủ đề chính trong video này, sẽ nặng mô hình nhân vật Joe Gardner. Anh là một người da màu với khuôn mặt dài và bộ râu. Anh đeo cặp mắt kính, thân hình thì cao gầy, đội cái nón cối và mặc cái áo len cổ tay dài với một cái quần tây. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp quá trình mình nặng nhân vật này nha. Apple. Bạn nhớ nhấn like, subscribe, bình luận và nhấn chuông để nhận thông báo các video mới ra nhé. If you like this video, like and subscribe my channel.